chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào quả chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay anh Phi có 3 hộp hàng đây. Cái này không phải bán tại chỗ mà cũng không phải giao rời. Anh Phi sẽ giao chung một cục về cho một địa chỉ của có một bạn liên lạc với anh Phi qua Facebook từ nước ngoài. Thì bạn đặt 3 món này để gửi về cho cháu ở Hiệp Phước, Đình Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương. Không có nhớ được cái cho nên là phải ghi ra như vậy nè các bạn. Già rồi, đọc qua không có nhớ được. Và bây giờ thì anh Phi sẽ giao phần làm hộp trước nha. Anh Phi sẽ làm cái hộp trước cho nó, để sau đó anh Phi test và anh Phi cho vô cho nó nhanh nhé. Làm hộp trước sẽ nhanh hơn là sau khi test hàng làm hộp. Đó, cho nên là anh Phi sẽ chọn cách làm hộp trước. Các bạn xem cái quá trình làm hộp của anh Phi, xem cái cục hàng này làm hộp như thế nào nhé. À quên giới thiệu ba cục hàng. Một chiếc xe chạy nâng gầm có điều khiển truyền thống và có cái điều khiển bằng đồng hồ. Một xe điều khiển mở cửa bằng tay vô lăng và một hộp đồ chơi trang điểm búp bê. Ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ làm hộp cho các bạn xem nhé. Các bạn, anh Phi đã đóng xong cái thùng hàng rồi đây. Khổng lồ ha, cái thùng hàng rất là khổng lồ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần test từng món nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần clip test cụ thể và chi tiết ha. Cái clip test này nó sẽ hơi dài nha các bạn, cho nên là các bạn cố gắng dành thời gian để xem nhé. Và clip test này nó sẽ mang cái tính chất đó là vừa là test và vừa là chia sẻ cái cách chơi, cái cách sử dụng từng món hàng luôn. Các bạn, những chiếc xe điều khiển từ xa này nó sẽ có cách chơi riêng của nó ha. Tuy là đơn giản nhưng mà cũng nên xem qua ha. Bên. Rồi cái hộp này thì dễ rồi, cái hộp này thì khui ra là chơi thôi, không có vấn đề. Cái xe này cũng vậy các bạn. Nhưng mà trước khi đi vào sâu vào cái phần test hàng thì anh Phi sẽ lưu ý với các bạn một số cái phần cơ bản trước là vấn đề về sạc, sạc pin ha. Sạc pin thì thông thường hiện nay á, nó sẽ có các cái cốc sạc USB hoặc là những cái con cốc sạc sẵn ở trong này luôn. Thì thời gian sạc thông thường á thì nó sẽ dao động. Mình sẽ nhìn trên viên pin để mình chia cho 250 nó sẽ ra hệ số. Chẳng hạn như viên pin này 500mAh chia cho 250 nó ra 2 thì chúng ta sạc 2 tiếng nó sẽ đầy. Viên pin này 700mAh chia cho 250 nó ra khoảng gần 3 tiếng nó sẽ đầy. Hay là cái viên pin của cái chiếc xe màu trắng này nè. Màu trắng này nó ra là 1200mAh. 1200mAh mà nó chia cho 250mAh thì nó sạc khoảng 6 tới 7 tiếng nó sẽ đầy. Đó, cái cách sạc nó sẽ là như vậy. Và ở đây nó sẽ có những cái cổng sạc USB. Thì thường chúng ta sẽ sử dụng các cốc sạc Samsung hoặc là những cốc sạc Android, không dùng iPhone, iPad nha các bạn nhé. Không dùng iPhone, iPad để sạc ha. Cái đó là những cái gợi gắm ban đầu trong cái vấn đề test xe. Chiếc xe này thì nó có cốc sạc riêng rồi, nhưng mà chiếc xe này nó sẽ sử dụng sạc cốc sạc điện thoại ha. Mà cái dòng mà anh Huy khuyến cáo để xài là Samsung, không dùng iPhone, iPad nha các bạn nhé. Rồi bây giờ anh Huy sẽ đi vào clip test đây. Nó hơi dài một chút xíu, các bạn bắt ghế ngồi xem nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần test đơn giản nhất. Đấy, test đơn giản nhất nha. Đó chính là cái hộp đồ chơi trang điểm này. Hộp đồ chơi trang điểm này thực tế nó là như vậy nè, nó sẽ là một cái vali. Anh Phi chỉ kiểm tra độ gãy vỡ của nó thôi chứ không có khui ra từng món ở trong này đâu, các bạn cứ yên tâm ha. Anh Phi chỉ xem cái độ tròn trịa, tròn vành của nó thôi. Đó, nó là như vậy nè các bạn. Đấy, mã hàng này sẽ là 901451, rất là đẹp. Cái mã hàng này là một những mã hàng hot của cửa hàng Abo. Nó sẽ là một cái vali kéo, các bạn có thể kéo. À, các bạn có thể kéo vòng vòng chơi ha, hoặc các bạn có thể mở ra từ phía bên trong. Bên trong nó có cái gì, bấm nút này mở ra ha. Và những cái này nó sẽ đẩy ra được nha các bạn, nó sẽ đẩy ra được. Đấy, anh Phi không phải là một người chuyên về cái lĩnh vực trang điểm này, cho nên là anh Phi sẽ rất là khó để review cái này. Nhưng mà đó, đẩy ra các bạn thấy không, ở phía trong nó còn nhiều đồ lắm nha, hấp dẫn chưa. Ở trong này nó sẽ còn móng tay nè, chai sơn móng tay nè, rất là nhiều thứ. Nhưng chỉ có một đúng một thứ mà anh Phi có thể khuyên các bạn là không trên chơi trên da tay thật, mặt thật của chúng ta, mà chúng ta sẽ chơi trên búp bê nha các bạn nhé. Còn không có búp bê á thì mượn ai lớn tuổi á, da dày chút xíu, nhất là các bạn mà đi đầm nhiều á, da dày á thì sẽ không sao, tương đối không sao. Chứ ai mà trong nhà da mỏng test mấy cái này là lãng quạng hay là ngứa, cho nên là chúng ta sẽ phải cẩn thận khi chơi nha các bé nhé. Các bé không chét được tiếp lên trên da mặt ha, gò má hay là da mắt, da
nói chung là trên da của mình không có test trên đó nha, nó ngứa nha. Anh Huy không biết có người ngứa có người không, tùy người nha. Rồi cái cục này thì nhanh gọn lại anh Huy sẽ cho qua, và bây giờ thì anh Huy sẽ tới phần xe điều khiển cực kỳ quan trọng ha. Rồi bây giờ anh sẽ cho nó qua một bên nha, đưa chiếc xe điều khiển vào và chúng ta sẽ bắt đầu lấy chiếc xe điều khiển này, hướng dẫn chơi cho chiếc xe điều khiển này. Rồi các bạn, đây ha, trong cái ánh đèn màu này chúng ta nghĩ nó là màu cam nhưng không phải, nó là màu vàng nha các bạn nhé. Anh Huy đã cắt băng keo ở đây rồi, và anh Huy sẽ gỡ cái miếng này ra để anh Huy lấy nó ra, và anh Huy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chơi chiếc xe này. Và chúng ta sẽ phải có những cái thủ thuật để khi chơi chiếc xe này thì nó sẽ trọn vẹn. Chẳng hạn như khi về chúng ta sẽ không có pin trong tay điều khiển đâu, chúng ta sẽ phải lấy cái tay điều khiển ra và chúng ta cho pin vào. Pin thì anh Huy để ở trong này nha, đây hộp này là charger and battery, là cục sạc và pin ha. Cục sạc và pin nó sẽ nằm ở trong này. Pin xe thì anh Huy sẽ cho vô xe rồi, riêng pin tay điều khiển thì anh Huy không bỏ trong này. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này nó có cái đặc thù là nó có một cái tính năng lắc quẹo. Lắc quẹo là gì? Dùng nút trái nút phải nào, quẹo trái quẹo phải nào, hoặc là các bạn lắc trái lắc phải nó cũng quẹo. Chính vì cái lắc quẹo đó cho nên á, trong cái quá trình đi đường á, nếu cái hộp hàng nó thẳng thì không sao, mà nó nghiêng á là cái tay nghiêng vậy nè, cái tay nó sẽ nằm nghiêng và nó luôn luôn phát vào cái dòng pin ra để nó sử dụng cái tay điều khiển này. Cho nên về tới dưới hết pin, anh Huy đã bị mấy lần rồi, cho nên là thường là anh Huy test nè, sau anh Huy sẽ gỡ pin ra, anh Huy bỏ hai cục pin vô trong này, bỏ vô trong này luôn để về dưới mình gắn vô cái là mình chơi ha. Cho nên khi test anh Huy sẽ không nhận con áo vô trong này đâu, chỉ tạm vậy thôi ha. Rồi nè, thử ha, có ăn có ai ở đây đâu mà ăn không mà thử ha. Rồi pin và cục sạc nó sẽ nằm ở trong này, anh Huy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc cái pin này luôn, nó rất là dễ dàng ha. Cục pin này là pin sạc rời, rất là dễ. Đây, pin này là pin sạc rời, giống như pin sạc bếp. Nếu một ngày nào đó các bạn chơi hư cục pin này, hoặc là làm rớt mất một cục, hoặc rớt mất hai cục, hey, các bạn ra tiệm điện mua một bộ như thế này về bỏ vô đây chơi vẫn được ha, thay thế luôn. À, cách nó sẽ là như vậy. Và đây là chính là cục sạc của nó, chúng ta sẽ sạc bằng cách nào? Anh Huy gỡ cái xe ra đi, rồi anh Huy chỉ các bạn cái cách sạc. Để gỡ xe ra thì đây có bốn con ốc ha, anh Huy tháo hết lấy ra. Rồi anh Huy tháo ốc rồi lấy ra đây, lấy tháo ốc hết rồi lấy nó ra đây. Anh Huy dặn cái này trong quá trình chơi, bất kỳ một xe điều khiển nào nó cũng sẽ có cái cục này, nó gọi là trimming. Đó, mà chỉ có những cái dòng sau này như xe nâng gầm đồ này nọ, giống như một mẫu cuối cùng anh Huy test thì nó sẽ không có cục này. Và đa phần 90% xe chạy thông thường sẽ có cục này. Nếu các bạn quét nhà mà thấy nó nhớ lụm lại và gắn trở lại, đó là trimming lái á các bạn. Khi anh Huy xoay là cái này nó xoay nè các bạn, để ý nè, thấy không, nó sẽ tự quẹo qua bên trái, thấy không, cái này nó sẽ tự chạy và tự quẹo qua bên phải. Và để chạy thẳng được là các bạn phải tinh chỉnh chỗ này. Đó, chiếc xe mà chạy mà thẳng một đường luôn á là do thằng này nó quyết định nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ pin vào ha. Để cho pin vào thì rất là dễ dàng, lấy pin ra ha. Nếu các bạn sử dụng pin sạc, cái này là pin sạc nha các bạn. Đó, nó là 700 mAh chia cho 250, nó ra khoảng 2.5. Các bạn sạc từ 2 tiếng cho tới 3 tiếng là đầy, và không sạc qua đêm nhé. Cho pin vào. Cho pin vào. Cho pin vào ha. À, đúng đầu đúng cực, còn nếu không thì lấy cái này đưa vào khỏi cần sạc chạy luôn, nhưng rất là hao pin. Và chúng ta lắp cái nắp pin lại. Và để sạc được nó chúng ta phải chuyển qua off nha. On là chạy nè, on là nó quay nè. À, nó sáng đèn ha. Off nha, off mới sạc được nha. Rồi, sạc bằng cách nào? Cắm vô nè. Được chưa? Cắm vô nè. Được chưa? Cắm vô ngay đây, ngay công tắc nè, chuyển xuống ốp, cắm vô nè. Và chúng ta cắm cái này vô ổ điện nhé. Chúng ta cắm cái này vô ổ điện là nó sạc. Cắm vô ổ điện bằng cách nào? Bằng cách cực kỳ cẩn thận. Người lớn thì sẽ rành cái này, nhưng mà trẻ nhỏ thì sẽ không rành. Và khi cắm vào á, nhiều khi bị điện giật nha. Mà điện giật là đai đó, cho nên đó là chúng ta phải cẩn thận ha. Cắm vào và đèn ở đây nó sẽ sáng lên nè, nó sạc nè ha. Sạc khoảng tầm, lấy dung lượng pin là 700 mAh chia cho 250 mAh là dòng nhồi, nó ra khoảng 2.5 tiếng hơn chút xíu thì chúng ta sạc 3 tiếng là được, không sạc qua đêm. Rồi ok chưa? Khi sạc xong thì chúng ta gỡ cục sạc ra nè, đúng chưa? Chúng ta gỡ cái nút này ra nè, ai biết chơi rồi thì cũng ráng lắng nghe chút xíu, còn nếu không thì tua nhanh qua ha. Mở on lên nè. Rồi chúng ta sẽ hỏi lắc quẹo là gì nè, lắc nó quẹo nè, thấy không, lắc nó quẹo nè, thấy không, lắc nó quẹo nè, hoặc là dùng nút nè, quẹo trái nè, quẹo phải nè, thấy không, nó có tính năng lắc quẹo là vậy đó ha. Và đây là nút đóng mở cửa nè. Rồi anh Huy sẽ chỉnh cái máy chút xíu, đóng mở cửa nè. Đây là khi đóng cửa thì thoải mái, nhưng khi mở cửa thì đừng dùng cái tay đè đó nha, đừng dùng cái tay đè nó nhảy cái ngàm ở trong à. Ha, đóng cửa lại nha. Rồi nút này sẽ là chạy tới nè ha, nút này sẽ là chạy lui nè, nút này là nhìn cái bánh, rẽ trái nè, rẽ phải nè, hoặc là lắc rẽ nè, lắc rẽ nè, thấy không, lắc rẽ nè ha, lắc tới không có tới đâu, chiếc hồi kìa mới lắc tới, nó tới đây, tới nè, lui nè, tới nè, lui nè, tới phải nè, thấy không nè, nhìn bên phải nè, quẹo phải nè, thấy không, nhìn bên trái nè, quẹo trái nè, ok chưa? Tới đây thì xong rồi, anh Huy sẽ đóng chiếc xe này lại và chuyển qua test chiếc xe kế tiếp, đó là chiếc xe nâng gập và chạy bằng tay điều khiển truyền thống cũng như là đồng hồ điều khiển ha. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cái thùng hàng này lại, và anh Huy sẽ lưu ý các bạn là cục adapter và hai cục pin của tay điều khiển anh Huy sẽ bỏ vô đây nhé. Các bạn lưu ý đừng có dùng cục này nha, mất cục adapter này mất công anh Huy lại gửi cái cáp sạc về tốn tiền nhé. Rồi cảm ơn các bạn, và anh Huy sẽ chuyển qua chiếc xe kế tiếp. Rồi chiếc 3688 gạch cao 11A màu đỏ anh Huy đã đóng xong rồi. Bây giờ thì anh Huy sẽ
sẽ test tới chiếc xe này đây, cực kỳ đã luôn. Đó chính là 8866 he, một chiếc xe nâng gầm, có thể điều khiển từ cái tay điều khiển truyền thống và cũng có thể điều khiển từ cái đồng hồ. Và bây giờ anh Phi sẽ khui ra để chia sẻ với các bạn cái cách chơi chiếc xe này như thế nào cho hợp lý, từ cách sạc cho tới cách điều khiển ha. Bây giờ các bạn chờ anh Phi khui hàng ra cái. Rồi, anh Phi đã lấy nó ra khỏi hộp rồi đây các bạn. Đây là hai cái cách sạc của nó đây ha, hai cái cáp USB. Và anh Phi cần cắt 4 cọng dây đai ở đây để tháo nó ra. Và đây là tay điều khiển và đồng hồ nằm ở đây. Anh Phi cũng cắt cái dây đai ở đây để lấy nó ra luôn. Chờ anh Phi chút xíu. Rồi, dây đai anh Phi đã cắt xong. Và anh Phi đây, tay điều khiển truyền thống và cái đồng hồ ha. Cái đồng hồ này khi chúng ta đeo lên tay, chúng ta gài cái này vào đây ha, là chúng ta lắc tới là chạy tới là lắc lui chạy lui nè, sang trái sang phải nè, nâng gầm nè, hạ gầm nè. Chút xíu anh Phi làm cho các bạn coi nha. Đây là tay điều khiển truyền thống nè, lúc nào xài tay điều khiển truyền thống nè, lúc nào xài đồng hồ nè, nó sẽ có cách để chuyển đổi nha. Và bây giờ thì các dây đai Phi sẽ gỡ ra nè ha. Đấy, gỡ dây đai ra nè. Đây là cáp sạc nè, một chút xíu Phi sẽ chỉ các bạn cách sạc nè. Giờ lấy chiếc xe ra nè, đã chưa, rất là đã nào. Đây chiếc xe của nó sẽ dài hai gang tay anh Phi là tầm khoảng 40 mấy cm đó ha. Đo không, cần đo không, đo luôn cho nè, sẵn đo luôn nè. Đây 41 cm nha, dài 41 nhưng mà khi nó nâng gầm mà nó sẽ ngắn lại chút xíu nha các bạn. Đây ha. Rồi đây là đồng hồ, đây là cái đồng hồ. Và cái cách sạc nó như thế nào anh Phi sẽ chỉ cách sạc trước, tại vì cách sạc mới là quan trọng chứ không phải chơi. Thường đó là khi mà về chúng ta sẽ phải tham khảo cái này, nó có hai dây đều là cổng USB hết, và nhưng mà hai đầu cáp là khác nhau ha. Một cổng là đầu rắc này, cổng rắc này chính là sạc đồng hồ. Đây, thông thường các bạn sạc đồng hồ thì tầm khoảng nửa tiếng thôi. Và anh Phi lưu ý, anh Phi nhắc lại là các bạn sạc bằng cốc sạc Android, không sạc bằng iPhone iPad nha, không sạc bằng cốc sạc của iPhone iPad. Nhắc lại nha, để sạc được nó thì cắm vào nè, à tầm khoảng nửa tiếng là nó sẽ đầy pin thôi. Và cắm vào ổ điện nhé, cắm vào ổ điện nhé. Đây, cắm vào ổ điện. Rồi, cắm vào ổ điện thì cái đèn ở đây nó sẽ sáng lên nè, anh thấy không, khoảng nửa tiếng thôi. Rồi, trong lúc chờ thì chúng ta sẽ sạc pin cho đồng hồ trước cái đã. Còn ở đây chúng ta sẽ có một con ốc để chúng ta mở ra và chúng ta sẽ lấy viên pin nó ra. Pin của nó sẽ là xài cái dòng pin Lionberry, pin sạc nhồi. Nghe Lionberry là pin sạc nhồi nha các bạn, pin nó đã chưa, rất là đã. Và pin này cái dung lượng của nó là 1200 mAh. Dòng sạc cơ bản từ cái cục sạc này là 250 mAh, thì chúng ta sạc khoảng bao nhiêu, 1200 chia 250 mAh, nó ra khoảng 5 tiếng. Chúng ta tài sạc khoảng từ 6 tiếng cho tới 7 tiếng, 5 tiếng cho tới 6 tiếng 7 tiếng là dừng ha. Và 1200 mAh này nó sẽ cho chúng ta một dung lượng để chúng ta chạy chiếc xe này cực kỳ mạnh. Còn chạy được bao lâu, chạy như thế nào thì do các bạn chạy ha. Các bạn mà siết ga liên tục, các bạn chạy liên tục thì sẽ mau hết pin, mà các bạn chạy từ từ thì sẽ lâu hết pin, giống như một ly nước vậy thôi. Các bạn uống cái ớt thì hết nước, mà các bạn uống từ từ nhấm nháp thì uống từ sáng tới chiều ha. Để chơi được nó thì rất là dễ dàng, không có vấn đề gì phải khó khăn hết. Đây anh Phi sẽ chỉ các bạn, đây là hộp pin. Rồi phía dưới đáy nè ha, các bạn nhìn các bạn sẽ thấy những cái lỗ ốc là phía dưới nè, dưới đáy sống 2G4, sống cống trùng luôn ha. À, con này thì cực kỳ, hồi xưa anh có về một đợt con kia còn đã hơn nữa, nhưng mà sau này hết hàng rồi cho nên là anh Phi về lại con này ha. Nhưng mà con này màu trắng bạc anh Phi cực kỳ thích ha. À, rồi gắn ngay con ốc pin lại. Đây, gắn con ốc pin lại, nên gắn ốc pin nha các bạn. Dòng xe này nó chạy cực kỳ nhanh ha. À, cực kỳ nhanh, tốc độ quá đã luôn ha. Quên sạc, lắp pin vô rồi, giống như vậy, viên pin ở đây cắm vô ha, cắm vô ổ sạc cũng giống vậy, dùng cốc sạc Android để sạc nha. À, cắm sạc đó nè các bạn, nó giống như hồi nãy cắm vô vậy thôi ha. À, rồi cắm vô thì đèn ở đây sáng lên nha, cũng giống vậy. Thường cái này sạc anh Phi sạc là 12 đêm hoặc 11 đêm anh Phi đi ngủ anh Phi sẽ sạc, anh Phi sạc tới sáng là đủ 8 tiếng ha. À, 12 giờ đêm mà sạc tới sáng, cho dù có tới 5, 8 sáng, 9 sáng, 10 sáng thì nó cũng khoảng tầm 8 tiếng là thôi, không có bị lố giờ không sao ha. À, rồi đây là tay điều khiển. Tay điều khiển trên này nó có các cái nút chức năng, bây giờ có giới thiệu thì cũng như không, tại vì nó không có nói được với ai hết, cho nên là bây giờ làm cũng có đã đâu. Để tôi lắp pin vô tay điều khiển xong rồi tôi hướng dẫn luôn ha, tôi chia sẻ luôn, dùng từ hướng dẫn cũng được mà dùng từ chia sẻ cũng được. Ở đây anh Phi chia sẻ là nhiều chứ không có hướng dẫn, phải có những cái thú thật mình không rành, mình mở ra mình chơi mình chiêm nghiệm là mình mới biết. À, rồi đây, khi kết nối với tay điều khiển thì không kết nối được với đồng hồ, mà khi kết nối với đồng hồ thì không kết nối với tay điều khiển nha các bạn nhé. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là ốp hai cái on mở lên hai cái một lượt, nếu hai cái này nó không nhận sóng với nhau cũng không cho nó mới giật, anh Huy tưởng nó bay xuống dưới rồi ha, thì chúng ta mở lại, nó gọi là sóng 2G4, nó cần một cái quá trình nó dò sóng. Còn khi dò sóng xong á là thằng này nó sẽ đứng sóng nè, thấy không, nó hát hay không, nghe nhạc đó nè, thấy không, nghe nó nghe nhạc muốn nhảy luôn á ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lật được chiếc xe lại và chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Do các bạn làm việc của anh Huy có 8 tấc thôi, anh Huy mà nhấn nút cái là nó bay ra ngoài đường, cho nên anh Huy phải cầm nó trên tay nè, đẩy tới nè nó chạy tới ha, đẩy tới là nó chạy tới đây ha, kéo lùi nè, tới nè, lùi nè ha,
Rồi cái này là nó sàn trái, nó quẹo ý, nó sàn bên các bạn thấy không? Khủng khiếp chưa? À, nó sàn bên phải nè, nó sàn bên phải ha. Nó sàn bên trái của chú chưa? Rồi, sàn bên trái nó rất là mạnh nha các bạn, như thế này mạnh lắm, anh Huy rất là thích ha. Còn cái này là chạy tới nè, chạy lui nè. Không, rồi. Còn cái này nâng gầm hạ gầm. Nâng gầm, không? Hạ gầm. Không, cái hạ gầm này cái nhạc nó vậy nè. Còn nâng gầm nè. Nhanh hơn, cái này bài này giống như trong phim Mai Quả Anh Trăng hết bạn. Đúng rồi, năm mà trong cái bộ phim rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, Mai Quả Anh Trăng. Nó hát bài này là cái thằng vua nó hát bài này nè, nó đứng nó nhảy nó hát bài này nè. Đây, thấy không? Ok chưa? Rồi, vậy thì đây là điều khiển bằng tay điều khiển. Các bạn chuyển qua đồng hồ bằng cách nào? Tắt tay điều khiển. Lập xe lại, tắt xe. Lấy cái đồng hồ ra. Đeo lên. Nào, đeo đồng hồ lên ha, đeo như thế nào thì anh Huy đeo xong rồi. Nè, gài lại thôi, nó có mấy cái nút ở đây nè. Đó, gài lại ha. À, được chưa? Rồi, sau khi gài lại xong thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ rất là đẹp. Nhưng mà đồng hồ điều khiển này là đồng hồ điều khiển chứ không phải là đồng hồ smartphone ha. Rồi, mở tay điều khiển lên nè, mở, nhấn khoảng tầm 4 giây. Ha, cho đèn nó chớp xong buông ra. Đó, nó đang dò sóng. Mở on lên. Là nó dò sóng xong nó dừng đèn thấy không? Được chưa? Ôi chung cho. Cái tay điều khiển của chúng ta nè, anh Huy đang cầm nè các bạn thấy không nè. Nè anh Huy đang cầm cái tay điều cầm cái đồng hồ nè, anh Huy thẳng đồng hồ ha, anh Huy đẩy về trước ha, nó chạy về trước, anh Huy đã về lui ha, thả lui là nó sẽ chạy lui nãy không nè, anh Huy thả lui là nó sẽ chạy lui nha nè, thấy không? Rồi anh Huy lắc sang trái nè, anh Huy lắc sang phải, nó lắc sang phải nè, bấm cái này, bấm cái nút này câu câu xuống là nó sẽ xoay vòng tròn nhé. Rồi xong ha, nè tới nè ha, nâng gầm hạ gầm, lên xuống sao, lên xuống tới lùi lùi trái phải ha, cách chơi của nó là như vậy. Và khi buông chiếc xe xuống là cái tay mình phải thẳng nha, anh Huy tắt cái đồng hồ đã chứ, anh Huy buông xe xuống anh Huy lắc cái đồng hồ cái nó chạy mút mùa lệ thủy luôn. Đã tắt đồng hồ xong chúng ta tắt công tắc ha, muốn chơi trở lại tay điều khiển thì mở hai thằng này trở lại, nhưng phải tắt đồng hồ rồi mới mở cái này, mở xe lại ha. Rồi cách chơi nó sẽ là như vậy, cách sạc nó sẽ là như vậy. Và bây giờ thì anh Huy hết sức rồi, test xong cái đơn hàng này hết sức rồi, tới đây thì xong rồi đó các bạn. Anh Huy sẽ cho nó vào hộp và đóng cái thùng để gửi về Hiệp Phước, Vĩnh Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.